chuyện còn thương này.
À vậy hả? Chiều này bao nhiêu năm thì mình mới làm được cái này anh? Dạ, hay là khoảng 70 năm trở lên. Là lúc đó nó hết cho trái rồi sao? Dạ, cái đó hết trái mình chen cái cây dừa tơ vô mình mới quật cái gỗ của cây dừa lão. Dạ. 70 năm trở lên. Dạ. Sao làm nhà được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Sao? Làm nhà là 3-40 năm là mình làm được rồi. Dạ. Nhưng mà những cái có lấy cái gỗ mỹ nghệ này khoảng 70 năm, 60 năm. Nhưng mà dừa ở đây là trên 100 năm có không? Ờ, nó khoảng 80-90 năm có. Dạ. Đây là anh đang làm ấm tràn hả? Dạ, anh đang chưa thôi ra đang làm đũa. À, đũa. Đây là sản phẩm mỹ nghệ làm từ thân cây dừa, từ gáo dừa. Có những cây dừa là 3-40 năm và những đồ mỹ nghệ thì phải là 70 năm trở lên. Thì có cái bình trà là mình giữ nhiệt. Đây là trái dừa đúng không? Trái dừa. Còn ấm trà. Còn cái này là cái gốc cây dừa ha. À, này là gốc cây dừa. Bên trong mình có thể ủ ấm trà mà giữ nhiệt cho trà ha anh ha. Ồ, hay quá. Hay quá. Bao nhiêu tiền một cái nè chị? Tùy size á anh ha. À, từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Cái size lớn này là 2 triệu nè, cái này 1,5 triệu, rồi cái kia 2 triệu ha. Wow. Còn cái này 2 triệu nè, 1,5 triệu nè. Dạ. Giảm xuống dần đúng không? Triệu 2 triệu 700 800 hả? Dạ. Còn trái dừa thì rẻ hơn. Dừa có 100 ngàn thôi anh. Nhưng cái gốc cây dừa mình cũng để ủ ấm trà luôn. Bên trong cũng có trái dừa thì nó rẻ hơn. Dạ, cái này cái vỏ dừa ha. Còn cái này nguyên cái thân cây dừa luôn. Đặc biệt nó không ghép lại, mình xài rất là bền ha. Dạ. Wow, đẹp lắm. Dạ. Tối liền gốc dừa luôn ha. Xài rất là bền. Dạ. Chị bán đây lâu chưa? Dạ, em bán khoảng 5-6 năm rồi anh. Dạ. Ở nhà em làm sản xuất luôn. À, vậy hả? Em có xưởng làm tại nhà. Dạ. Đây chỉ làm cho khách coi thôi nha. Dạ. Dạ. Chuyên làm mỹ nghệ bằng dừa. Dạ. Em có thể bỏ sỉ luôn ha. Các nơi em có thể giao hàng tới nhà luôn. Hay quá. Đây là trong khuôn viên của khu du lịch Việt Nhật. Đây cũng là một cái khu du lịch sinh thái, có hồ cá, có cầu, có cầu dừa, có khu trò chơi, này có cầu khỉ nè, bạn trò chơi tập thể. Đây là cây cầu với mô phỏng đi cầu đi qua cầu dưới nước, cầu khỉ, những trò chơi dưới nước.